Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác và các anh chị em trong bản tin Khoa Kỳ ngày 6 tháng 8 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị vì đã luôn ưu tiên chọn nghe chương trình của Emily. Kính chúc cho quý vị luôn được bình an, vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng cho một tháng mới. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. DOJ bị vụ khí hóa chính trị, tối cao pháp viện liền tức tốc vào cuộc hỏi tội cho Smith trả lại tự do cho Tổng thống Trump. Chính phủ Biden hủy bỏ đơn đặt hàng 6 triệu thùng dầu dành cho kho dự trữ dầu mỏ chiến lược. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, trước sự can thiệp bầu cử sâu rộng và công khai trơ trẽn của phe Dân Chủ, cựu tổng thống donald trump hôm thứ sáu đã kêu gọi tối cao pháp viện can thiệp vào nhiều vụ án chống lại ông cụ thể cựu tổng thống viết trên trussocio rằng thật điên rồ đối thủ chính trị của tôi đã đang tấn công tôi bằng một loạt các vụ kiện đuối lý trong đó có các vụ do công tố viên địa hạt tổng chương lý và những người khác phụ trách những vụ án này đòi hỏi tôi phải dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để tranh tụng những nguồn lực mà lẽ ra đã được dùng cho quảng cáo và vận động chiến dịch tranh cử, thì bây giờ sẽ phải chi vào cuộc đấu tranh với những kẻ côn đồ cánh tả cực đoan trong nhiều tòa án trên khắp đất nước. Chúng tôi dẫn đầu trong tất cả các cuộc thăm dò, gồm cả dựng trước châu lương lẹo, nhưng đây không phải là một sân chơi công bằng. Đây là can thiệp bầu cử và tối cao pháp viện phải can thiệp. MAGA, MAGA, MAGA. Thưa quý vị, Tổng thống Trump hôm thứ Ba đã bị Đại bồi Thẩm đoàn Liên bang của biện lý đặc biệt Judge Smith truy tố 4 tội danh liên quan đến cáo buộc ông nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 và có vai trò trong vụ hỗn loạn tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1. Vào hôm thứ Năm, Tổng thống Trump đã xuất hiện tại một tòa án liên bang ở Washington, DC để nghe tòa công bố 4 tội danh. Tuy nhiên, cựu Tổng thống đã không nhận tất cả các tội danh bị cáo buộc trong vụ ngày 6 tháng 1. Cũng trong vụ án tài liệu mật đó vào ngày 27 tháng 7, đội ngũ của ông Smith đã cáo buộc Tổng thống Trump thêm các tội danh mới về thông đồng với nhân viên xóa bỏ một số đoạn video an ninh để đại bùi thẩm đoàn sẽ không được xem tất cả các bằng chứng. Theo The Epoch Times, trong hồ sơ tòa án cập nhật vào ngày 4 tháng 8, Tổng thống Trump đã xác nhận ông có nhận được một bản sao bản cáo trạng cập nhật, trong đó nâng số tội danh cáo buộc ông lên thành 40 và ông đã không nhận tất cả các tội danh mới bị cáo buộc thêm này. Vào hồi tháng 3, Tổng thống Trump cũng đã bị một đại bồi thẩm đoàn ở Manhattan, New York truy tố các tội hình sự liên quan đến vi phạm luật New York về hồ sơ kinh doanh dính liễu đến khoản tiền bịt miệng diễn viên phim người lớn Stormy Daniel. Ngoài ra, tại tiểu bang Georgia, công tố viên địa hạt Faustin Fanny Willis đang lãnh đạo một cuộc điều tra can thiệp bầu cử nhắm vào Tổng thống Trump và một số người khác. Đáng chú ý, hầu hết các vụ điều tra và truy tố Tổng thống Trump đều đến khi cựu Tổng thống chính thức được chuẩn thuận tham gia chiến dịch tái tranh cử vào Tòa Bạch Ốc và khi Joe Biden và con trai ông ta Hunter Biden phải đối mặt với các cuộc điều tra về tham nhũng nước ngoài. Ông Chuck Smith được bộ tư pháp Biden chỉ định làm miễn lý đặc biệt để điều tra Tổng thống Trump chỉ 3 ngày sau khi cựu tổng thống chính thức loan báo ý định sẽ tranh cử lúc đó là vào tháng 11 năm 2022. Đội ngũ của Tổng thống Trump đã đang liên tục chỉ trích hành động pháp lý này là can thiệp bầu cử, chất vấn rằng tại sao không có cáo buộc nào xuất hiện trước khi Tổng thống Trump chính thức loan báo tái tranh cử tổng thống. Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cũng thường xuyên chia sẻ kết quả của các cuộc thăm dò dân ý mới, chỉ ra ông đang dựng trước các đối thủ khác rất xa. Đáng chú ý, tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Trump luôn tăng lên sau mỗi lần có thông báo ông bị truy tố hình sự. Hôm thứ Ba, sau khi Tổng thống Trump bị truy tố hình sự lần thứ ba trong năm nay, ông viết trên Twitter rằng, Cảm ơn tất cả mọi người. Trước đây tôi chưa bao giờ từng có được sự ủng hộ nhiều như này bản cáo trạng chưa từng có tiền lệ về một cựu tổng thống rất thành công. Và cho đến nay, đang là ứng cử viên hàng đầu trong cả đảng Cộng hòa và tổng tuyển cử năm 2024 này, đã và đang thức tỉnh thế giới về tham nhũng, bê bối và thất bại đã và đang diễn ra tại nước Mỹ trong 3 năm qua. Mỹ là quốc gia đang suy thoái nhưng chúng ta sẽ làm nó vĩ đại trở lại, vĩ đại hơn trước đây. Tôi yêu tất cả các bạn. Chính phủ Biden hủy bỏ đơn đặt hàng 6 triệu thùng dầu dành cho kho dự trữ dầu mỏ chiến lược. Thưa quý vị, chính phủ Biden đã hủy bỏ kế hoạch thu mua 6 triệu thùng dầu dùng để bổ sung cho kho dự trữ dầu mỏ chiến lược SPR. Hành động này khiến kho dự trữ dầu thô khẩn cấp của quốc gia rơi xuống mức thấp nhất trong 4 thập niên vừa qua, trong khi giá dầu toàn cầu đã tăng lên sau khi Saudi Arabia cắt giảm sản lượng. Vào ngày 7 tháng 7, Bộ Năng lượng DOE đã công bố kế hoạch thu mua dầu để bổ sung cho SPR sau khi Đình ra lệnh bán 180 triệu thùng dầu hồi năm ngoái. Vào thời điểm giá xăng ở Hoa Kỳ đang tăng mạnh, kể từ thời điểm đó, cơ quan này đã mua lại 6,3 triệu thùng dầu trong những tháng gần đây. Viện dầu khí Hoa Kỳ thông báo dự trữ dầu thô của Mỹ giảm khoảng 15,4 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 7. Một phát ngôn viên của Bộ Năng lượng cho biết, quyết định hủy bỏ mua dầu nói trên không phải là từ chối các đề nghị cung cấp dầu cho SPR, vì quyết định này dựa trên các điều kiện thị trường. Mục tiêu phi thực tế, Tòa Bạch Ốc tuyên bố rằng, họ sẽ đợi giá dầu xuống mức từ 67 đến 72 đô một thùng rồi mới bổ sung cho kho dự trữ, nhưng mức giá mục tiêu đó thấp hơn nhiều so với mức giá hiện nay. Dầu thô Brent theo chuẩn quốc tế đang ở mức là 83,20 đô trên thùng khi đóng cửa vào ngày 2 tháng 8, trong khi theo chuẩn của Hoa Kỳ, dầu WTI đang ở mức 79,49 đô trên thùng. Gần đây các nhà phân tích của Goldman Sachs đã dự đoán rằng giá dầu thô Brent cuối cùng sẽ đạt mức 86 đô trên thùng vào cuối năm nay và sẽ tăng lên mức 93 đô trên thùng vào quý 2 năm 2024. Họ cho biết do nhu cầu tăng cao kỷ lục cộng với việc cắt giảm nguồn cung của Saudi gây ra tình trạng thiếu hụt trở lại, nên giá dầu đã tăng 18% kể từ giữa tháng 6 và cũng là do thị trường đã từ bỏ sự bi quan về tăng trưởng. Việc thắt chặt nguồn cung dầu thô trong năm tuần qua cũng đã khiến cho giá dầu toàn cầu tăng trên 80 đô trên thùng do nhu cầu tiếp tục tăng, chủ yếu ở Trung Quốc. Việc Saudi Arabia và OPEC quyết định cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng trên ngày từ tháng 7 đến hết tháng 9 đã gây thêm áp lực lên thị trường và tình hình không có dấu hiệu hạ nhiệt trong vài tháng tới. Hiện tại, việc giá xăng tăng lên một lần nữa lại trở thành mối quan tâm lớn sau khi giá xăng chạm mức cao nhất kể từ tháng 4 vào tuần trước. Ông Patrice Dehen, trưởng bộ phận phân tích xăng dầu tại GasBuddy nói với Washington Examiner Tôi cho rằng trong vài tuần tới, chúng ta có thể sẽ chứng kiến một mốc cao mới vào năm 2023 về giá xăng. Chính sách SPR của Tòa Bạch Úc Thưa quý vị, phát ngôn viên của Bộ Năng lượng nói rằng họ vẫn cam kết với chiến lược bổ sung cho SPR, gồm cả việc mua trực tiếp, nhận lại dầu đã cho các công ty vay mượn sau cơn hỗn loạn và các sự cố gián đoạn nguồn cung khác, đồng thời hủy bỏ việc bán dầu theo kế hoạch ở những nơi mà việc xuất dầu là không cần thiết, trong khi phối hợp với Quốc hội. Theo ước tính của Bộ Ngân Khố, lệnh mở SPR của ông Biden đã làm giá xăng giảm trung bình gần 40 cent trên gallon, nhưng việc này đã đẩy SPR xuống mức thấp nguy hiểm. Một số nhà phân tích lo ngại rằng kho dự trữ ở mức thấp như vậy có thể khiến cho quốc gia dễ bị tổn hại và thiếu dầu thô trong trường hợp khẩn cấp về nguồn cung thực tế, chẳng hạn như là thảm họa thiên nhiên hoặc xung đột quân sự. Trong khi đó, với mức dự trữ ở mức thấp nhất trong 40 năm qua, Hoa Kỳ có thể dễ bị tổn hại trước những thay đổi đột ngột vì giá dầu. Điều đó cũng có nghĩa là trong thời kỳ khủng hoảng nguồn cung trong nước, đất nước này sẽ phải phó mặt số phận cho các nhà sản xuất cảng toàn cầu như Saudi Arabia, Nga và phần còn lại của Liên minh OPEC Blood. Ông John Sachet, người trước đây từng phụ trách SPR trong Bộ Năng lượng, nói với Bloomberg. Ông cũng cảnh báo rằng với tốc độ hiện nay thì có thể mất nhiều thập niên để trữ đầy SPR. Hồi tháng 7, Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm nói với CNBC rằng, đến cuối nhiệm kỳ hiện tại của ông Biden, họ có thể vẫn không lấp đầy được kho dự trữ. Bà Granholm nói, điểm mâu chốt là chúng tôi sẽ bổ sung. Nhiệm kỳ đầu tiên sẽ kết thúc trong một năm nữa, nên tôi không chắc chắn kho dự trữ dầu sẽ được bổ sung đầy đủ. Nhưng chắc chắn một điều rằng, theo kế hoạch thì nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ sau phải làm được điều đó. Vào hồi tháng 7, Thượng viện đã bỏ phiếu cấm Trung Quốc mua dầu từ SPR, sau khi chính phủ Biden không ngăn được việc bán dầu cho Bắc Kinh. Một công ty khí đốt do chính quyền của Trung Quốc kiểm soát, Unipass đã mua 950.000 thùng dầu từ kho dự trữ. Công ty này là đơn vị kinh doanh trực thuộc Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc thuộc sở hữu của Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Tesru, một trong những nhà bảo trợ dự luật cho biết rằng, mục đích ban đầu của kho dự trữ dầu mỏ chiến lược là để đảm bảo rằng mỹ có đủ trữ lượng dầu trong trường hợp khẩn cấp Chúng ta đang phá hoại an ninh quốc gia của mình một cách không cần thiết và nguy hiểm trong bất kỳ trường hợp nào khi chúng ta bán bất kỳ phần nào của kho dự trữ này cho Trung Quốc hoặc bất kỳ công ty nào dưới sự kiểm soát của họ. Tôi tự hào dẫn đầu nỗ lực của lưỡng đảng để ngăn chặn điều này xảy ra trong tương lai và cởi trói cho ngành năng lượng của Mỹ. Thưa quý vị, các thành viên của đảng Cộng hòa cũng chỉ trích việc Tổng thống không sẵn sàng lấp đầy kho dự trữ một cách nhanh chóng hơn sau khi cáo buộc rằng ông đã khiến cho kho dự trữ trống rỗng vì mục đích chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm ngoái. Việc quản lý yếu kém của Bộ Năng lượng đối với SPR đã làm suy yếu an ninh năng lượng của Mỹ, khiến cho quốc gia dễ bị tổn hại hơn trước sự gián đoạn nguồn cung năng lượng, cũng như làm tăng khả năng OPEC và Nga sử dụng năng lượng như là một vũ khí địa chính trị. Cuối cùng thay cho một lời kết, Emily và cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV E-Post Time. Kính chúc cho quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an.